Chào mọi người, tôi là Lê Danh đây. Hôm nay tôi đang đứng tại ấp 3, xã Lam Sang, trên con đường nhựa. Mọi người thấy không, hai xe tránh nhau thoải mái. Là có đây là họ bán đất nền nha mọi người, nhưng mà mỗi một nền vậy đó là 1.000 mét vuông, có hai sổ sẵn rồi. Đây là đất của mình, đất của mình là xây về hướng đông nam. Đất mình đó là cách ngã ba Hiệp Thành đó, xã Quảng Thành đó, là 2 cây số. Cách trung tâm của xã Quảng Thành đó, cơ quan hành chính xã Quảng Thành là 5 cây số, là đi về hướng này. Còn về hướng này á là cách ngay chợ Lâm Sang, ngay đường 7 số 5 luôn, là 2 cây rưỡi số. Tôi nói rõ ràng vậy nha, khu dân cư hiện hữu. Mọi người thấy không, đường nhựa là hai xe tránh nhau thoải mái luôn. Đất của mình gồm có 2 sổ, mỗi một sổ như vậy đó là 13 mét mặt tiền đường này, mà nằm liền kế bên nhau luôn, sở hữu luôn cái nhà đằng đó luôn. Mà tôi muốn nói rõ luôn là đất này đó là chưa có thổ cư, nhưng ở đây là lên thổ cư trực tiếp nha. Đất thì bằng phẳng luôn, bề ngang 13 mét, dài 7 vô 76 mét, đằng sau thì nở hậu 13 mét mấy. Đây là từ cái cọc này đó chạy thẳng xuống rồi đi qua tới bên kia là 26 mét mặt tiền, nhưng mà có 2 sổ. Tôi muốn nói rõ vậy đó. Đó, đi qua đây là có luôn cái nhà này, nhưng mà ở đây thì chưa có thổ cư, nhưng mà lên thổ cư trực tiếp. Đó, lên tới cái cọc này là 26 mét, nhưng mà đã chia làm 2 sổ rồi, mỗi sổ 13 mét. Đó, có sở hữu cái nhà này, nhưng mà tôi nói rõ ràng luôn là nếu mà cắt thẳng á thì có dính cái gốc của nhà kho này nha, cái gốc nhà kho này, tại hồi xưa người ta tách ra đó, dính cái gốc này thôi, cái gốc này thôi, phá bỏ, nhưng mà họ vẫn đang sử dụng, vẫn xài. Giếng nước này á, là quy định xài chung, còn về mình có thể là khoan cái giếng riêng cũng được. Đây, tôi đang đi vô đất cho mọi người coi cho nó rõ ràng. Đất bằng phẳng đẹp, ngang 26 mét, chia làm 2 sổ, dài vô 76 mét. Hồi xưa ở đây khu vực này họ trồng tiêu, mà 2 cái sổ rất là vuông vức luôn, họ tách ra làm 2 sổ rồi. Đó, mọi người thấy không, đất không, rất đẹp luôn, bằng phẳng hết. Đất này là đúng đất đỏ luôn mọi người nha. Chiều dài của mỗi một sổ vậy là 76 mét. Đây, tôi đang đi tới cuối đất rồi đây. Đây là cuối đất nè, vừa có hàng cây dăm bụt luôn, vừa có cái cọc này luôn. Đó, chạy dài xuống là hơn 26 mét, tại vì hai miếng này là đều nở hậu hết mọi người nha. Mọi người về đây mua một miếng cũng được, mua một sổ cũng được, mà mua 2 sổ thì có thể thương lượng với cái giá tốt nhất. Họ bán vậy đó, một sổ như vậy là 1 tỷ 450 triệu, có thương lượng. Ở đây á, thì lên thổ cư trực tiếp, có gì thì chủ nhà sẽ hỗ trợ cho mọi người lên thổ cư, nhưng mà mình bỏ tiền ra, người ta hỗ trợ về mặt pháp lý cho mình lên thổ cư. Đó, mọi người thấy đất không, rất là bằng phẳng luôn. Hồi xưa ở đây thì
cũng như là thủ phủ của tiêu, lúc mà tiêu có giá đó. Tôi nói rõ là nếu mà thẳng cái cọc từ dưới đó lên đây á thì nó có bị mất cái gốc của cái nhà kho đó, tôi nói trước như vậy đó. Hồi xưa họ họ chia ra hai anh em á, nhưng mà họ cũng có người ở, thành ra chưa có đập phá đó. Nếu mà thẳng lên á thì cái giếng này thì nằm bên đất người ta, nhưng có mất cái gốc của nhà kho đó, thẳng lên có mất cái gốc của nhà kho, người ta cũng nói chuyện với nhau là xài chung cái giếng này. Đó, nếu mà lấy thẳng từ cái cây trước á, thì nó có mất cái gốc của nhà kho này thôi, còn cái nhà thì cũng còn sử dụng được. Cái nhà này thì cũng xây lâu đời rồi, họ cũng đang cho người ta ở, cũng chẳng có cái gì để quay nhiều đâu, cái gì mình về mình sửa sang lại cũng được. Đó, tôi nói rõ là mất cái gốc của nhà kia, nếu mà lấy thẳng mất cái góc nhà kho thôi. Cái nhà này họ xây về cái hướng, để giúp tôi coi cái hướng nha cho nó rõ ràng. Ở đây thì điện nước wifi đầy đủ rồi. Đó, họ mọi người thấy khu dân cư không, đường nhựa đồ, hai xe tránh nhau thoải mái. Rồi chút nữa tôi sẽ chạy ra đường cho mọi người coi hình dung như thế nào. Rồi từ đất mình đây, rồi đất của mình là hướng đông bắc nha mọi người. Đây tôi chạy ra đường cho mọi người coi, đây mọi người thấy không, dây điện ba pha nè, dân cư nè. Chạy mấy trăm mét thôi là ra cái đường Lâm Sang Quảng Thành rồi. Chạy mấy trăm mét thôi, đây cái đường này quẹo phải này là ra đường 765 luôn, quẹo trái là đường dây đường Lâm Sang Quảng Thành, Kim Long Quảng Thành. Tôi quay rõ hết cho mọi người hình dung cái đường xá, xe hơi rồi tránh nhau thoải mái luôn. Đây là tới giáp ranh với Bà Rịa Vũng Tàu này, mọi người thấy có đèn đường đèn cao áp hết rồi thấy không? Đó. Sát một bên của xã Quang Thành luôn, giáp ranh với Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Đó mọi người thấy nha, đó mình chạy chút xíu thôi là qua địa phận Bà Rịa Vũng Tàu rồi, sát bên luôn. Miếng đất của mình đó là đi ra tới ngã ba Hiệp Thành này là trung tâm thứ hai của xã Quang Thành, 2 cây số, tôi nói chính xác luôn. Đây đã tới ngã ba Hiệp Thành rồi, đây khu dân cư đây là trung tâm thứ hai của xã Quang Thành đó. Mọi người thấy cái đây là trường học, đây trường tiểu học cơ sở 2 Quảng Thành.
sáng ở đây á là có cái chợ nhỏ, tạp hóa, cây xăng đồ đầy đủ hết. Đây đây là ngã ba Hiệp Thành. À, sáng ở góc này nè có cái chợ nhỏ ở đây, ra ngoài này là khu dân cư, tạp hóa đồ đầy đủ hết, cây xăng vật liệu. Xây dựng ra tới đây là tiện ích đầy đủ, không thiếu thứ gì. Đây là nhà văn hóa cộng đồng đây. Đây là ủy ban, đây là trường mầm non đó. Từ đất mình đó là chạy ra tới đây á là 5 cây rưỡi số, và tới ngay trung tâm xã Quang Thành. Ra tới đây là tiện ích đầy đủ hết, nhà thờ, chùa, chiền, nhà văn hóa, tạp hóa. Đây là chợ Quang Thành, đây đường này chợ Quang Thành. Mà đi ra thêm nữa là thêm 3 cây số rưỡi nữa, là tổng cộng là khoảng 9 cây số rưỡi là ra tới quốc lộ 56, ra ngay trung tâm thương mại Kim Long luôn. Chút nữa tôi sẽ chạy ngang cái hồ Quảng Thành cho mọi người coi. Rồi, đây tới cái hồ Quảng Thành rồi đây. Từ đây là mình ra trung tâm thương mại Kim Long chỉ còn có 2 cây mấy 3 cây nữa thôi. Đây, đây là hồ Quảng Thành. Rồi, tôi xin nhắc lại một lần nữa. Đất của mình đó là diện tích là 2 sào. Nhưng đã tách làm 2 sổ, mỗi một sổ dài 13 m mặt tiền đường nhựa. Chiều dài là 76 m, vuông nhất luôn. Nở hậu nha. Đằng trước 13 m, đằng sau 13 m rưỡi, đổi hậu luôn. Chỗ là phủ hồng toàn bộ, có sở hữu một cái nhà nhưng mà chưa có thổ cư. Nếu mà mọi người mua sẽ lên thổ cư trực tiếp, chủ đất sẽ hỗ trợ cho mình về cái mặt pháp lý, là mình bỏ tiền mình mua thổ cư bao nhiêu thì mua. Rồi về tôi sẽ cho mọi người cơ sổ sau. Xin cảm ơn mọi người, tôi xin kết thúc video tại đây. Chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Nãy giờ là anh chị mình xem chú Legend quay cho anh chị coi một cái chính xác là 2 miếng đất. Tại vì đây là một cái đất lớn, người ta cắt ra sẵn rồi, mỗi miếng 1.000 m2 một sào. Một cái có nhà, cái không có nhà. Bây giờ cho anh chị xem sổ ha. Đây, địa chỉ xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, giáp ranh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích mỗi thằng là 1.000 m2. Hiện tại là toàn bộ đất trồng cây lâu năm, chưa có thổ cư. Nhưng mà ở chỗ đây thì có phủ hồng lên thổ cư được anh chị nha. Anh chị mình muốn lên thổ cư thì lên thôi. Đây, hình dáng đất thì không có gì phải nói đây. Ngang 13, dài là 76. Anh chị mình nếu có nhu cầu mua cả hai luôn ha, mua cả 2 miếng luôn cho nó rộng. Còn ít tiền thì hơn mua 1 miếng. Đường mình thì là đường nhựa chính ha, đường ngựa ngon lành luôn. Đó, có lộ giới mở khá là rộng ha. Nhưng mà không sao, đất mình thì dài mà, mất một phần không xi nhê. Miễn sao là cái giá trị của cái đất mình sẽ tăng lên nhiều do cái đường mở rộng ra. Cuối cùng là mình sẽ cho anh chị mình xem cái vị trí của miếng đất mình trên bản đồ vệ tinh để anh chị mình dễ dàng hình dung ha. Cái đất của mình á, nó nằm ở ngay cái khu dân cư anh chị ha. Khu mặt cờ luôn, anh chị thấy không, nhìn trên bản đồ nè. Khu này là quy bàn cờ rất là đẹp ha. Đó này thì nó sát với cái đường đất mình là sát bên luôn cái đường liên tỉnh Trương Định anh chị ha. Đây đường Trương Định này nè, là ngay gần sát với ngã ba Hiệp Thành, giao với lại đường liên xã Kim Long Quảng Thành. Đây
Đây là cái đường Trương Định chị ha, nó kết nối giữa Bà Rịa Vũng Tàu và lên thẳng quốc lộ 1A luôn á. Đường này lớn lắm. Đó. Đường chính mà. Tại đất mình vị trí rất là đẹp ha, sát đường chính luôn, khu dân cư chị ha, chị thấy không? Dân cư rất là đông. Đây, chợ Búa. Còn đây trung tâm của xã Quảng Thành. Còn muốn hết chị tới trung tâm của xã Lâm Sang cũng được luôn ha. Đây mình đi có thể đi về hướng 365 nè. Đó, ra trung tâm xã Lâm Sang nè, chợ Lâm Sang nè, còn không đi ngã tư sông Ray, trung tâm của huyện Cẩm Mỹ ha. Đó. Nói chung là sông Ray là một trong những cái nơi trung tâm nhất ở Cẩm Mỹ anh chị nha. Đó, hiện tại là Cẩm Mỹ nó chưa có thị trấn, nhưng mà sông Ray thì cũng coi như thị trấn rồi đó. Đó. Rồi trung tâm. Vị trí đẹp. Anh chị mình có thể đi đường Bầu Cạn hoặc là đường Mỹ Xuân. Hai đường này đều được hết ha. Hai đường này mình nói nhiều rồi, cho nên là ở video này mình không nói thêm. Anh chị nào mà chưa biết cái đường này, hai đường này thì cứ alo mình sẽ dẫn thêm ha. Cách thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng tầm 90 cây nha anh chị, khoảng tầm 90 cây đó, đi khoảng 2 tiếng ha. Đi khoảng 2 tiếng. Rồi, thì mình xin nhắc lại cái giá nha. Tức là chỗ đang kêu với cái giá một miếng lẻ là 1.450.000. Còn mua hết thì không biết, mua hết chắc chắn là phải giảm thêm nữa rồi. Anh chị nào mà quan tâm thì cứ alo mình nha. Để mình đi xem đất và gặp trực tiếp chủ mình thương lượng ha. Thì hiện tại là cả hai miếng vẫn còn, cho nên là anh chị nào mà muốn có mua có nhà sẵn á thì tới mua trước ha, mình dành cái nhà. Thật ra cái nhà này cũng cũ rồi, nhưng mà mình cũng nói luôn, nhà này nếu mà anh chị mình không có điều kiện á thì sửa lại vẫn ở tốt nha. Thì bây giờ anh chị cũng biết rồi, giá vật liệu xây dựng bây giờ xây nó cao lắm anh chị ơi, xây một cái nhà tốn nhiều tiền lắm á, chứ không có giỡn đâu. Cho nên là mình tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, có nhà sẵn rồi thì mình về mình tô, mình sơn phết lại, mình hoặc là mình mở rộng thêm, mình ở cho nó ngon, chứ tội gì phải đập xây lại đúng không? Bây giờ xây lại cái nhà cực lắm, nó tốn tiền lắm. Cho nên là mình nghĩ là nếu anh chị mình mua có nhà sẵn thì sẽ tốt hơn, nếu mà có nhu cầu ở. Còn nếu mà mua đầu tư quăng để đó thì thôi, có nhà cũng được mà không có nhà cũng không sao. Còn những anh chị nào mua mà về ở liền á thì có nhà sẽ tốt hơn đúng không? Rồi, anh chị nào quan tâm thì alo cho mình số điện thoại là 0933 230243. Mình thì trực tiếp người mua chứ không có tiếp môi giới nha anh chị. Còn những anh chị nào có nhu cầu muốn quay bán nhà đất thì có thể alo mình luôn. Mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ mua. Rồi, ok, chào anh chị nha.